Lưu Tiểu Vũ hơi khống chế camera, thay đổi góc nhìn nhằm xác định vị trí cụ thể của chiếc điện thoại ở chỗ này. Tuy nhiên ngay khi góc quay của camera vừa mới đổi, sắc mặt cô ta lập tức biến sắc. Một cỗ kinh hoàng cùng bất an nhanh chóng trào ra từ sâu trong lòng cô. Ở bên trong góc quay của camera, Lưu Tiểu Vũ chứng kiến một người. Người này đang nằm sấp trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Xung quanh xảy ra một đống máu tươi, khiến cho toàn bộ thân thể đều bị nhuốm đỏ. Mặc dù không thể nhìn thấy hết toàn bộ, nhưng mà từ dáng người và bộ trang phục quen thuộc kia, Lưu Tiểu Vũ có thể xác định được người này rất giống với Dương Gian. Không, không, không thể nào chứ. Lưu Tiểu Vũ trợn hai mắt, cả người run run, tâm trạng khẩn trương đến cực điểm. Cô ta tiếp tục thay đổi góc nhìn để quan sát được rõ hơn. Góc quay được thay đổi một lần nữa, cỗ thi thể nằm trên mặt đất kia bắt đầu hiện ra toàn bộ. Cô ta nhìn thấy bên cạnh cỗ thi thể kia có một cây quỷ nến màu đỏ đậm, cùng với một bộ quần áo quen thuộc mà Dương Gian đã từng mặc khi tham gia cuộc họp buổi sáng ngày hôm nay. Góc quay của camera lại được thay đổi thêm lần nữa. Sau một giây, một cỗ thi thể không đầu xuất hiện trước mắt của Lưu Tiểu Vũ. Mà ở bên cạnh cỗ thi thể này, cô ta nhìn thấy cái đầu của Dương Gian. Cả người Lưu Tiểu Vũ nhảy dựng lên khỏi ghế. Trong nháy mắt, sắc mặt cô ta trở nên trắng bệch, thân thể vô ý thức lùi về sau, dường như là muốn rời xa cái khung cảnh tàn khốc kia. Tuy nhiên người của cô ta đã chạm phải bức tường phía sau, không còn đường lùi nữa. Lúc này trong đầu cô ta luôn luôn xuất hiện hình ảnh chiếc đầu của Dương Gian nằm bên cạnh cỗ thi thể, không thể nào xóa đi được.